Em xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ chia sẻ một chút xíu về cách chăm sóc và bảo vệ cái cây khi mà đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhất là những cái cơn mưa đầu mùa, mưa trái mùa. Thì vài ngày gần đây thì có những cơn mưa đầu mùa hoặc là cơn mưa trái mùa xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực miền Nam. Thì cái cây dendro là một cái cây rất là nhạy cảm về lá. Tuy nhiên là mình sẽ thấy là cho dù cái cây rễ mạnh hay là cái cây ít rễ thì khi vào cái giai đoạn chuyển mùa thì nó sẽ bị vàng lá chân. Nếu như mà cái cây của mình bộ rễ khỏe, bộ rễ đẹp thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà bị ảnh hưởng rất là ít. Giống như trong video em đang quay, cả nhà thấy thì sẽ có một số cây nó bị vàng lá chân không đáng kể. Nhưng mà khi mà mình thấy nó bị xuất hiện những cái lá vàng như vậy, hoặc là trước đó, trước khi vào mùa mưa thì mình sẽ phun thuốc nấm định kỳ cho cây. Và chỉ duy nhất cách đó thì mình sẽ bảo vệ được cái cây mình khi mà bước vào cái giai đoạn chuyển mùa. Nếu như mà mình không phun thuốc nấm thì mình sẽ nhìn thấy là khi mà sau một cơn mưa chẳng hạn thì mình thấy cái cây của mình nó sẽ bị vàng lá rất nhiều. Thứ nhất là do khi mà bước vào giai đoạn chuyển mùa, cái cây nó bị thay đổi cái môi trường đột ngột. Đang nóng chuyển qua mưa chẳng hạn thì nó sẽ bị vàng lá. Hoặc là do cái cây của mình, cái đề kháng cây nó yếu thì nó sẽ bị vàng lá nhiều hơn, chứ không phải là bị một lá hai lá. Nên là vào cái thời điểm này, tất cả những khách hàng chơi lan mình nên phun thuốc nấm định kỳ cho cây để có thể giữ được cho cái cây mình không có bị rớt lá. Tại vì trong mùa này thì mình sẽ hay là thay chậu, ghép chậu hoặc là thay giá thể mới, thì cái cây lúc này á, cái bộ rễ nó chưa khỏe lắm, nên là mình lại càng cần thiết hơn nữa là mình phải phun thuốc nấm định kỳ. Và cái thuốc nấm phun định kỳ thì nó rất là đơn giản chứ không có khó, nên hôm nay trong video này thì em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái cách để mình phun thuốc nấm như thế nào là đúng, để có thể giữ được cái cây của mình trong cái giai đoạn chuyển mùa, cũng như là sắp bước vào cái mùa mưa nó sẽ không có bị vàng lá nhiều ha. Sau những cơn mưa hoặc là cái ngày trời không có nắng á thì cái màu lá của mình nó sẽ không được xanh, màu vàng nó sẽ loang lổ ở trên lá, nhìn nó không đẹp. Nhưng mà sau khi mà mình phun thuốc nấm á thì cái cây nó sẽ ổn định lại và nó giúp cho cái cây cứng cáp hơn, cái màu lá nó cũng sẽ xanh trở lại khi mà trời nắng. Thì trong đây là một trong những cái loại thuốc nấm mà vườn hiện đang sử dụng. Thì thường em sẽ chia sẻ những cái loại sản phẩm nào mà em đã từng sử dụng qua và thấy nó có cái kết quả tốt. Thì trong video thì nó có ba cái loại sản phẩm thuốc nấm hiện giờ vườn đang sử dụng. Một loại Ditasin nó là để sử dụng để phun ngừa thối nhũng vào những cái giai đoạn mưa nhiều, bị thối đọt. Loại thứ hai đó là Hesavin. Cái Hesavin này nó có cái tác dụng phòng ngừa nấm bệnh rất là hay. Hoặc là cái cây của mình bị những cái loại bệnh nấm ở trên lá, mình cũng có thể phun và phun định kỳ hàng tuần. Và một cái loại thứ ba nữa đó là cái đồng sữa. Đồng sữa nó là một dạng thuốc nấm, nhưng mà trong cái thành phần của nó có chứa đồng trong đó, nó sẽ giúp cho cái cây của mình chịu hạn rất là tốt. Giống như là trời đang nóng mà chuyển qua mưa lạnh thì cái cây nó sẽ hay bị rớt lá. Thì ba cái loại sản phẩm này đều có thể sử dụng vào những cái giai đoạn chuyển mùa khác nhau, trời lạnh nè, trời mưa, hoặc là bình thường mình cũng có thể phun định kỳ để giữ cho cái bộ lá xanh đẹp. Thì ba cái sản phẩm này hiện giờ vườn cũng đang có sản phẩm chai nhỏ và gói nhỏ để sử dụng cho những cái vườn trồng ít. Khi nào cả nhà mình có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại. Em sẽ gửi đến cái sản phẩm và kèm theo giấy hướng dẫn để cho mình sử dụng ha. Cả nhà mình nhớ lưu ý là khi mình sử dụng thuốc nấm, mình sẽ phun vào buổi chiều. Tất cả các loại thuốc nấm đều sẽ phun vào buổi chiều để giữ cho cái cây nó cứng cáp hơn. Và mình phun vào buổi chiều thì nó sẽ không có làm nóng cái cây. Qua sáng hôm sau thì mình sẽ tưới nước, xả lại. Để có một cái cây lan đẹp, lá đẹp và cứng cáp thì cái việc phun thuốc nấm là không thể thiếu. Vì ví dụ như mình có thời gian rảnh thì một tuần mình có thể phun một lần, đối với những cái cây khỏe, hoặc là 10 ngày. Còn những cây mà nó đã bị nấm bệnh, đốm vàng, đốm vàng, đốm vòng, hoặc là bị úng lá thì bắt buộc mình phải phun liên tục.
khoảng tầm 4 đến 5 ngày mình sẽ phun một lần cho cái cây nó ổn định lại, sau đó thì mình sẽ đi theo cái quy trình định kỳ ha. Những cây em đang quay trong video đều là những dòng dendro nắng được thuần chậu. Vì khi lên chậu thuần, cái điều quan trọng nhất là bộ rễ. Sau khi bộ rễ ra phát triển ổn định thì cái thuốc nấm là cái không thể thiếu để giữ cho bộ lá tốt. Vì cái khoảng thời gian mình thay chậu, cái cây nó sẽ bị mất đi cái đề kháng. Nên là mình sẽ hỗ trợ cho cái cây suốt cái thời gian mà nó đang ra rễ. Như vậy thì mình sẽ có một cái chậu thuần đẹp. Đây là một số chậu dendro nắng em vừa mới lên thuần chậu. Thì cả nhà cũng thấy là những cái lá già nó sẽ có cái màu xanh loang với màu vàng, là do cái lục diệp ở trên cây nó bị mất đi. Cái lá già nó không có phân bổ lục diệp đều nên thành ra mình sẽ nhìn thấy như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng vẫn là cái bộ rễ. Khi mà mình vừa lên thuần chậu xong thì mình sẽ cố gắng làm cho cái cây nó ra rễ thật là nhanh để nó có thể hấp thụ nước và dinh dưỡng, đẩy nước và dinh dưỡng lên để cho cái màu lá nó xanh lại đẹp. Cái lá này không phải là lá bệnh mà do cái lá già nó dùng hết cái sức cây để nó nuôi những cái cây sau, nên là cái lục diệp của nó sẽ phân bổ không đều. Thì vào những cái ngày nắng như vậy thì mình sẽ cố gắng phun kích rễ định kỳ và bón phân định kỳ cho cái cây để cho cái cây nó có thêm cái đề kháng và có thể hấp thụ thêm dinh dưỡng. Đây là những cái chậu em mới vừa lên nhưng mà cả nhà thấy cái bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Vì cây lan á, nói chung tất cả các cây lan nó đều thích những cái giá thể mới. Khi mà chúng ta thay chậu á, mình thêm cái giá thể mới vô thì cái cây nó sẽ rất là nhanh sẽ ra rễ. Nên là bằng cách là để mình dưỡng cho cái bộ rễ đó dài hơn, đẹp hơn và có thể phân nhánh nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ cần tới sự hỗ trợ của phân bón. Nhiều khi á, là cái cây của mình nó đã ra rễ rồi nhưng mà mình không có duy trì được cái bộ rễ đó dài hơn, hoặc là do cái môi trường bên ngoài tác động vào nên là cái đầu rễ nó sẽ bị thung lại. Để có thể dưỡng được một cái bộ rễ giống như vậy, nó ra rất là nhiều đầu xanh và nó sẽ phân nhánh nhiều, thì lúc đó mình sẽ phải cần tới cái sự hỗ trợ của phân bón và cái môi trường nó phải thật là tốt mới có thể duy trì được một cái bộ rễ đẹp. Tại vườn lan Lê Ngọc thì em có một combo 5 kích rễ, trong đó em sẽ phối nhiều loại lại với nhau. Tác dụng của nó là kích rễ, dưỡng rễ, phân nhánh và dưỡng cho cái mầm gốc nó lớn hơn. Thì hình chung thì bộ rễ vẫn là cái nơi quan trọng nhất mà chúng ta cần để ý tới, để cho cái cây nó có thể hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn. Đây là một bộ rễ mà em quay tại vườn lan. Thì cái chậu này em vẫn chưa có ra chậu, thân con của nó đã leo ra khỏi chậu. Thì khi mà leo ra khỏi chậu thì cái thân con nó bắt buộc nó phải ra rễ để nó có thể hấp thụ dinh dưỡng. Vì thân mẹ nó không còn dinh dưỡng để nuôi cây nữa thì nó sẽ ra rất là nhiều rễ. Thường thì cái rễ ở bên ngoài á, không có giá thể, nó sẽ dễ thui hơn vì nó không có một cái nơi để nó bám vào. Nhưng mà mình sẽ hỗ trợ phân bón để cho cái bộ rễ nó ra mạnh hơn, để dùng cái bộ rễ đó làm cái nơi giữ độ ẩm cho cái cây luôn. Khi mà cái rễ của mình ra nhiều như vậy á, thì những cái mô xốp trong cái bộ rễ nó sẽ giữ một phần nước lại, nó sẽ làm mát cho cái bộ rễ, nó sẽ cân bằng cái độ ẩm ở trong cái chậu cây của mình luôn. Vì vậy thì nó sẽ có thể duy trì được cái đầu xanh ra rất là nhiều. Nên là cả nhà mình đó, khi mà mình sử dụng phân bón thì mình phải tuân thủ theo cái liều lượng ở trong quy trình hướng dẫn. Thì luôn luôn khi mà mình mua combo phân bón thì sẽ có một cái giấy hướng dẫn ở trong đó. Combo 5 á, ở tại vườn lan Lê Ngọc thì có giá là 180.000, gồm có 5 loại giống như trong video em đang quay. Cả nhà mình muốn sử dụng thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại góc dưới màn hình, hoặc là nhắn tin qua số điện thoại cho em. Em sẽ liên lạc và sẽ gửi cái bộ combo này đến cho khách hàng sử dụng. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà cũng đừng quên đăng ký kênh để em có thể chia sẻ với cả nhà thêm nhiều cái cách chăm sóc lan hơn nữa. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ.